Đấy, đây là cái sản phẩm mà mình làm mình quay lên đó. Đấy, nó được thiết kế từ 6 lỗ này nè. Cái này là bên trong nhà yến nè. Bên trong nhà yến nha. Còn cái này là mình quay ra bên ngoài. Thì cái này là lấy gió của tường thứ hai. Đây, đây có một cái tường này. Đấy, nó sẽ lùa gió vào bên này. Nhưng mà lệch tường nha. Này. Ống này nó sẽ lùa vào đây. Cái ống này nó sẽ lùa gió vào đây và gió sẽ đi ra này, nó sẽ là làm cản gió và cản không khí, nó chỉ lấy không khí nhẹ ở ngoài vào thôi, với lại một chút ánh sáng sẽ lên vào trong cái tường này là nó sẽ đi vào trong cái này và mấy cái lỗ này. Đấy, đây đây là cái lỗ này là quay vô bên trong tường. Đấy, còn cái này thì là quay vào trong nhà yến. Đấy. Là làm một cái cửa sổ. Nếu mà mình ở bên ngoài đường mình nhìn vào thì mình sẽ không nhìn thấy, không thấy lỗ. Cái này là nằm bên trong nhà yến nhé bạn. Nằm bên trong nhà yến. Còn cái này thì nó quay vô trong cái tường ở giữa. Ở bên ngoài là còn có một bức tường nữa. Đấy. Và hôm đó mình làm xong mình sẽ quay cho các bạn nhìn, nó sẽ lọc lấy không khí ở ngoài vào và nó làm cản ánh sáng, chỉ một chút ánh sáng là mờ vào trong thôi. Đấy, cũng hay đấy, quay lên cho các bạn tham khảo xem có biết